Ok anh em, đây là pin ký sinh dành cho dòng mini 3, mini 3 Pro, mini 4 Pro và đây là mini 4 Pro. Chúng ta cần có một cái cục pin hãng, một cục pin hãng là pin thường, pin plus, pin OEM, pin gì cũng được, miễn là pin nó sử dụng linh kiện chính hãng là được. Một cái sợi cáp ký sinh. Rồi, đơn giản, giờ là cắm cái dắt ký sinh vào trong pin ký sinh, cắm, nhớ cắm cho nó lút cán nha anh em. Rồi lút cán luôn nha. Rồi cắm một cái đầu còn lại vào trong cái cục pin hãng của chúng ta, pin linh kiện hãng, chính hãng, đồ của hãng là được. Rồi xong, bấm khởi động nguồn. Rồi rồi nguồn lên, rồi sau đó chúng ta giữ yên vậy nha, chúng ta bật tay khiển lên, kết nối điện thoại vào tay khiển để sử dụng như bình thường. Rồi gạt thử khởi động coi nó chịu chạy chưa, thì rút cái cáp mới ra, gạt thử phải cho chạy rồi mới rút cáp ra nha. À dạ, rồi ok, chạy rồi đó nha anh em. Rồi khi chạy rồi thì chúng ta tắt rồi rút cáp ra. Rồi xong, như cái cục pin này xong rồi đó, mình bỏ vô túi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào điện thoại để mình bắt đầu bay nha anh em. Là pin pin ký sinh nha. Vẫn là pin pin ký sinh. Chúng ta sẽ xem thông tin của pin. 3.74, nhiệt độ 32.3 độ C. Đây, mình quay lại cho anh em coi, vẫn là pin pin ban nãy nha. Nó bây giờ gạt khởi động bình thường, không cần cắm cáp gì nữa. Đó. Khởi động rồi ha. Boy nó báo ok kìa, nhưng mà có 16 điểm, 19 điểm GPS, định điểm GPS khá thấp và gió hôm nay thì khá lớn. Rồi lên đi. Take off. Take off nha. 2 3 lên. Home point update. Gió quá. Gió kinh khủng luôn anh em. Gió rất là mạnh. Hôm nay gió rất là mạnh, mình quay gió cho mình quay cây cho anh em coi gió nè. Anh em nhìn thấy trên hình thì không biết thấy dữ không, chứ mình ở ngoài mình thấy gió hơi bị mạnh luôn á. Đó, gió dập dìu con máy bay của mình luôn. Gió rất là mạnh luôn. Và đây là thông tin của battery. Đây là pin pin plus ký sinh. Rồi mình sẽ nói lý do tại sao là sử dụng pin ký sinh mà không sử dụng pin giả, pin pha ke ở Trung Quốc. Pin giả, pin pha ke Trung Quốc dễ xài hơn. Cắm vô, mở nguồn lên là chạy. Giá rất là rẻ. Mà tại sao không xài, đi xài pin ký sinh là cái gì cho nó rắc rối. Rồi liệu rằng pin ký sinh này nó có ổn định, nó có ngon lành, nó sử dụng giống một pin pin hãng hay không, mà đem đi so sánh với pin pha ke này kia, so sánh với pin hãng này kia. Đó, nó phải tất cả đều, khi mà con người ta nghiên cứu làm ra một cái gì đó đều có lý do cả anh em. Và giờ là lý do của mình để việc mình khuyến khích anh em sử dụng pin ký sinh này thay vì pin giả, pin pha ke đang bán tràn lan trên Shopee này nọ, bán ở bên bán trên những mấy trang thương mại điện tử rồi đó, của mấy cái tay mà bán hàng gọi là tôn thờ những cái gọi là đồ giả, đồ dởm của Trung Quốc á. Đó, mình nói vậy đi, ai nhột thì nhột, còn ai không nhột thì thôi. Mình nói ý kiến là quan điểm là cá nhân, chứ không có phải công kích một cái tổ chức hay một cá nhân nào, cho nên là anh em thích thì nghe, không thích thì có thể bấm tắt video ngay tại đây. Và mình khuyên anh em là nên xài pin ký sinh này thay vì sử dụng pin pha ke, pin giả của Trung Quốc. Pin ký sinh. Pin ký sinh là làm sao? Pin ký sinh là pin sử dụng mạch điện chính hãng, chip BQ9003 đã được nạp sẵn phần mềm firmware điều khiển chính hãng, sử dụng cell pin chính hãng. Túm cái váy lại là đây là một cục pin sử dụng tất cả các linh kiện giống như một viên pin hãng thông thường. Nó khác hoàn toàn với cục pin pha ke bán đầy ở trên Shopee, bán đầy ở trên những cái trang thương mại điện tử. Những cái pin pha ke
trên Shopee, trên các trang thương mại điện tử, họ sử dụng một cái mạch điện tự thiết kế, một con chip tự thiết kế, những cái chương trình được đổ vào bên trong đó cũng là tự họ viết ra. Và mục đích của nó chỉ đơn giản là đánh lừa máy bay để cho máy bay cho phép sử dụng cái viên pin giả đó. Ngoài ra thì nó chẳng có chức năng gì khác ngoại trừ cái chức năng đánh lừa. Tức là sao? Nó không hề có chức năng bảo vệ xe pin, nó không hề có chức năng cân bằng xe pin, nó không hề có những cái chức năng mà một viên pin chính hãng, những cái linh kiện chính hãng và con chip chính hãng có. Nó chỉ đơn thuần là cắm vào để có thể bay được. Và vì thế cho nên là viên pin pha ke, viên pin giả, giá nó rất là rẻ, nhưng đổi lại sự an toàn của anh em, sự an toàn của anh em phải đánh đổi. Còn với viên pin ký sinh này của mình thì sao? Viên pin ký sinh này mình ban nãy mình nói rồi, sử dụng tất cả như một viên pin chính hãng. Nhưng tại sao lại phải ký sinh? Đó là vì cái viên pin ký sinh này của mình nó chưa được xác thực bởi DJI. Nó chưa được xác thực bởi DJI nha anh em. Và tại sao nó không được xác thực bởi DJI? Vì viên pin này là một cái viên pin gần giống như gọi là sao? Gọi là viên pin luồn ra bên ngoài bán, chứ nó không phải là viên pin của hãng đã kiểm duyệt. Và tại sao hãng nó lại kiểm duyệt? Tại vì đơn giản, từ xưa đến nay DJI luôn độc quyền về cái pin của họ sản xuất ra. Họ độc quyền để chi? Để họ kiểm soát được cái lượng hàng hóa, lượng pin bổng này kia của họ họ bán, và để họ kiểm soát cái doanh số của họ, chống lại cái tình trạng sử dụng pin giả, pin nhái. Tại vì pin giả, pin nhái, DJI sẽ thất thu một cái lượng, một cái khoản tiền rất là lớn, vì nó không cần phải qua kiểm duyệt của DJI. Và viên pin của mình cũng vậy, viên pin của mình không thông qua kiểm duyệt của DJI. Cho nên là sao? Cho nên là giá của nó cũng rất là rẻ. Nó rẻ tương đương với pin giả, pin pha ke của Trung Quốc ha, bán tràn lan trên Shopee, bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử. Nhưng mà được cái là nó sử dụng linh kiện chính hãng, phần mềm điều khiển pin chính hãng, xe pin chính hãng, và các chức năng nó thì hoàn toàn đầy đủ. Cân bằng xe pin, bảo vệ xe pin, bảo vệ mạch điện, bảo vệ máy bay, tự xả, rồi tự bảo quản, tự lưu trữ. Rồi sau khi hư hỏng vẫn có thể tái sử dụng, vẫn có thể thay seal như một viên pin chính hãng thông thường. Còn viên pin giả, mình nói anh em nghe, khi anh em sử dụng viên pin giả, anh em sẽ không thể nào tái sử dụng được. Tại vì sao? Vì mạch giả khi mà nó hư hỏng rồi thì anh em sẽ không thể can thiệp vào. Coi như chúng ta vứt cái mạch, vứt cái mạch là coi như muốn hết cục pin rồi đó anh em. Rồi thứ nhất, thứ hai là seal pin. Seal pin thì thay được, nhưng mà seal pin cũ thì coi như chúng ta không cần bàn tới đi, chúng ta cũng phải bỏ. Rồi mạch điện bỏ, seal pin bỏ. Rồi cái vỏ thì sao? Ôi, còn cái vỏ mình có thể tái sử dụng lại được không? Cái vỏ cũng bỏ luôn, tại vì pin giả của Trung Quốc đa số mình thấy là toàn là đổ keo 502 vào trong cái vỏ. Thì khi mà anh em cậy ra để anh em sửa chữa gì đó mình không biết, thì cái vỏ nó cũng banh luôn. Và cuối cùng là viên pin giả sau khi xài xong mà nếu nó hư hỏng thì sao anh em? Thì anh em coi như là bỏ sọt rác, không còn có gì, không còn lại cái gì có thể tái sử dụng được nữa. Và đó chính là cái đặc thù của những cái sản phẩm gọi là giả, những cái sản phẩm nhái đến từ Trung Quốc đó anh em. Xài một lần rồi thôi. Còn viên pin ký sinh của mình sao? Rồi, viên pin ký sinh của mình thì như viên pin hãng mình đã nói, đầy đủ chức năng. Và nãy giờ mình bay anh em xem, mình bay lượn lượn nãy giờ bằng viên pin ký sinh của mình, các chức năng hoạt động như một viên pin chính hãng thông thường, không có gì lo lắng, không có gì lỗi lầm, không có gì hết. Nó hoạt động giống như pin thông thường, nhưng mà nó không có xác thực, cho nên là cứ mỗi lần bay thì chúng ta phải tiêm cho nó một cái dữ liệu ký sinh vào trong cái đít của nó. Và sau khi chúng ta tiêm cái dữ liệu ký sinh đó xong thì chúng ta có thể sử dụng nó, vận hành nó bình thường, thoải mái giống như các viên pin zin thông thường. Và viên pin này khi sạc thì sao? Thì khi sạc nó sạc như pin thông thường, sạc thì không cần phải ký sinh, sạc chúng ta chỉ cần đơn giản cắm vào húp và húp nó sẽ cho chúng ta sạc một cách bình thường như bao nhiêu viên pin bình thường khác. Cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái câu bình thường và bình thường đó. Chỉ có cái là chúng ta cần phải ký sinh xác thực khi khởi động, nó là cái đặc điểm của cái viên pin này. Và bù lại là sao? Chúng ta sẽ có một cái viên pin giá rất là rẻ, linh kiện chính hãng, tất cả mọi thứ chính hãng.
ngon hơn viên pin giả. Phải chắc chắn một điều là ngon hơn viên pin giả, pin pha ke bán đầy trên thị trường, về những điều mà mình đã nói. Và đây là pin ký sinh. Pin ký sinh này nó có thể áp dụng cho các mô hình khác nhau của DJI, bao gồm Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, E3, Mavic 3, E2, Mavic 2, Mavic, rồi DJI Spark, DJI Mavic Air, DJI Mini 1, Mini 2, Mini 2 xe, Mini 4K, tất cả các mô hình đều có thể áp dụng pin ký sinh này. Vì chỉ cần chúng ta ký sinh được dữ liệu xác thực, rồi chúng ta có một cái viên pin sử dụng mạch chính hãng, là chúng ta có thể sử dụng được hết cho tất cả các mô hình máy bay của DJI nói chung. Và mình nghĩ là sau khi clip này phát hành, rất có thể là DJI họ sẽ tung ra các bản cập nhật để chống lại viên pin ký sinh, chống lại pin giả. Nhưng mà mình nói anh em nghe, pin giả sau khi mà bị DJI họ phát hành cập nhật xong phát, nó tạch ngay và luôn. Tại vì sao? Vì đơn giản cái sụt cốt gốc nó không có theo kịp cái sự cập nhật của DJI, và bị DJI cập nhật thì nó sẽ tạch. Tại mấy ông bán pin giả nói là viên pin này đã được tắt đi tính năng cập nhật để đảm bảo rằng DJI không can thiệp vào, ảnh hưởng tới dung lượng, ảnh hưởng tới dòng xả này kia. Nhưng mà thật ra cái mạch giả đó thì nó đâu có thể nào nó cập nhật được. Cái con chip bên trong đó rất là cùi bắp, nó không thể nào có thể cập nhật firmware được giống như con chip của hãng người ta. Cho nên mới truyền thông mới nói là tắt tính năng cập nhật, chứ thật ra là không thể cập nhật được. Không thể cập nhật được chứ không phải là tắt nghe. Đừng có đánh lừa người dùng. Nói mấy ông bán pin giả thật ra có biết con mẹ gì ở trong viên pin đâu. Chỉ nghe nói lại xong rồi lừa người dùng để bán viên pin, rồi sau đó kiếm lời thế thôi, chứ thật ra chả biết gì bên trong. Mấy ông bán mà pin giả là tôi nói thật luôn, không có biết cái gì bên trong hết. Truyền thông lừa đảo nói tắt tính năng này kia, thực ra chức năng nó là gì? Pin giả chỉ có chức năng là đánh lừa cập, đánh lừa xác thực xong rồi cho phép bay vậy thôi, chứ nó đâu có chức năng gì đâu. Vậy đặt nói là tắt tính năng nghe thấy ngứa cho mình rồi. Còn viên pin ký sinh này thì nó hoàn toàn hoạt động như viên zin, anh em có thể cập nhật firmware cho nó. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn không khuyến khích anh em cập nhật firmware, vì những cái viên pin mà mình bán ra, những viên pin mà mình làm thì mình đã tối ưu nó theo cái firmware đầu tiên, cái firmware gốc, là firmware chưa bị bóp những cái chức năng, chưa bị bóp dung lượng này kia, thì cái firmware đó xài nó mới ngon. Còn nếu mà anh em đem đi lôi đi cập nhật đó, thì nó bị bóp dung lượng, nó bị cắt giảm dung lượng, nó bị cắt giảm những cái chức năng này kia, thì cái đó thì anh em phải tự chịu nha. Còn đương nhiên đối mình không bao giờ khuyến khích anh em cập nhật, anh em cứ giữ nguyên gốc đi. Tại vì những cái firmware mình nạp vô toàn là firmware gốc thôi. Firmware gốc thì chức năng của nó là full, nó đầy đủ những cái chức năng là lúc ban đầu mà DJI mới bán ra, nó xài ngon lắm đấy. Còn pin giả thì thôi, tại anh em thích thì cứ xài pin giả. Còn không, mình cũng không có ý kiến, nhưng mà mình đã nói ra hết những cái gì mình biết về viên pin giả rồi, thì đó tới tùy theo anh em lựa chọn, tùy theo anh em suy nghĩ. Còn đối với mình nếu mình anh em muốn mà ngon bổ rẻ, mình giới thiệu anh em mô hình pin ký sinh này thật sự là rất là êm luôn đó, xài toàn bộ linh kiện chính hãng. Chỉ việc là ký sinh xác thực lúc khởi động ban đầu là thế, là anh em có thể sử dụng nó bay bổng một cách rất là vô tư và rất là yên tâm, rất là tỉnh táo, không có gì phải lo lắng hết. Các thông số này kia rất là chuẩn chỉnh, rồi khi nó hết pin thì nó này kia đồ return home này, báo phần trăm này nọ là coi như chuẩn zin của hãng luôn, không có gì phải lo lắng, không có gì phải suy nghĩ hết. Rất là phải nói là mình quảng cáo hơi nhiều về pin của mình đúng không? Anh em thông cảm nha, tại vì mình thấy mấy cục pin giả mình bán mình tức quá anh em ạ. Pin giả bán mà quảng cáo quá phô trương, quá rầm rộ về những cái tính năng. Ui giời ơi, bán pin giả, pin pha ke mà quảng cáo tính năng này kia đồ, nghe giống như là viên pin chính hãng, có khi nó còn xịn hơn cả viên pin chính hãng nữa, thì ối giời ơi, thua luôn anh em ạ. Pin của mình xài linh kiện chính hãng, thậm chí là pin OEM mà linh kiện chính hãng, mình còn chưa dám mạnh miệng mình nói rằng pin đó nó ngon, nó xịn giống như viên pin hãng. Mình chỉ nói là nó hoạt động như bộ pin pin hãng, vì nó là sử dụng mạch chính hãng, nó sử dụng linh kiện chính hãng, sử dụng cell chính hãng. Mình chỉ nói là nó là một cái viên pin nó gọi là giá nó tốt và các linh kiện nó thì ngon thôi, chứ mình cũng chưa dám mà gọi là quảng cáo mà xịn giống như mấy ông mà bán pin giả chứ.
ở giá siêu rẻ thì pin bay siêu châu gì đó. Ôi giời ơi, mặt pin giả, mặt pin giả, mặt pin giả, thậm chí là sale giả luôn nữa. Không phải sale giả mà không phải là sale chính hãng. Mà nói giống như là rất là ngon vậy đó anh em. Mình quỷ return home nha anh em. Mình chạy bằng cơm nha. Đó, bây giờ mình bay nó về, mình quay phim nó cho anh em coi. Nó bay cái cục pin ký sinh của mình nha anh em. Gọi là pin ký sinh nha, ký sinh dữ liệu xác thực. Lưu ý là ký sinh này là ký sinh dữ liệu, không có ký sinh điện áp, không có ký sinh cái gì khác nha. Chỉ ký sinh dữ liệu thôi. Và ký sinh dữ liệu lúc chỉ cần vào lúc khởi động. Còn ngoài ra là anh em có thể bay nó bất kỳ lúc nào, đáp và bay tiếp. Miễn sao anh em không tắt nguồn nó là được. Đừng tắt nguồn nó, tại vì mỗi lần tắt nguồn và khởi động lại thì phải ký sinh lại dữ liệu. Thế thôi. Đây, pin ký sinh lại, pin có cái đít, có cái lỗ nè anh em. Đấy, bây giờ quay lại cho nó xui sáng cho nó dễ nhìn thấy nào. Đây, đít nó có cái lỗ nè, thấy không? Có lỗ để chích dữ liệu ký sinh vào nha anh em. Và nếu nói về giá nó đi, nói về giá nó thì theo mình dự kiến con này giá nó sẽ, giá của nó sẽ ngang với pin pin giả hoặc thấp hơn nữa, có khi thấp hơn pin pin giả, pin pha ke đang bán trên thị trường đó anh em. Mình khẳng định với anh em luôn là nó giá nó tốt hơn rất là nhiều, và linh kiện của nó sử dụng toàn bộ là linh kiện chính hãng. Mình cam kết với anh em luôn, sử dụng toàn bộ linh kiện chính hãng để anh em yên tâm. Mà anh em mà có nhu cầu muốn sử dụng thì anh em có thể liên hệ với mình. Ok, nói chung là mình làm cái video này là để mình cà khịa mấy ông bán pin giả đó, thế thôi. Đó, nói chung là gì đó, mình muốn cà khịa mấy ông bán pin giả. Rồi, landing. Mình không muốn cho landing, mình đẩy lên nha anh em. Đó, thế rồi, mình muốn cà khịa mấy ông bán pin giả thôi. 7% nè. Thôi, pin nó cũng còn nhiều lắm. Ok, mình đã làm cho nó không landing nha anh em. 6% nè, 3.3V ha. Chung là cell thì còn điện áp rất là nhiều và cell rất là cân bằng. Cái pin rất cân bằng nên là cũng không có gì phải lo lắng. Mình cứ bay khi nào còn khoảng 3V thì mình hạ nha anh em. Cell này có thể xả xuống tới 3V. Cell Plus của Mini 4 Pro thì nó có thể xả tới 3.0V. Thế rồi. Còn mà mấy cái ông mà làm bán pin giả rồi đó, pin phật ke rồi đó, xài cái cell mà nó gọi là cell của đó không, cell không rõ nguồn gốc đó, không rõ nguồn gốc thì xả tới 3V thì chắc cũng quý rít hết. Thường chắc nó cắt được khoảng 3.3V nha, chứ nó cũng không có dám cho xả xuống 3.0V. Bọn này mình sử dụng cell hãng cho nên là mình cứ đẩy cho nó tẹt ra xuống 3.0V luôn, mình cũng chẳng sợ. Hai cell rất là đều, rất là cân bằng thì chung chẳng có gì phải lo lắng. Ê, cứ mỗi lần mà mình thay đổi vị trí nó, cái nó đòi hạ anh em. Giờ mình sẽ ngăn không cho nó hạ nha. Xoay lại cho nó xuôi chiều gió để gió nó thổi vào trong cái máy cho nó mát hơn thôi. 3.2V xe rất là đều luôn. Pin hãng, đồ hãng nó vậy đó. Pin giả thì không biết sao. Mình anti pin giả, mình rất là ghét pin giả. Thế thôi, bây giờ chờ cho nó 0% thôi. 0% này, 3.18V vẫn đang bay, độ đang là 54.7 độ C, thông số chuẩn zin, không có gì phải quan tâm hết. Rồi 0% nha anh em, 0% vẫn đang bay bình thường. Nãy mình thích ốp ở khoảng 50 mấy%, 50 mấy mình không nhớ, nhưng mà để coi thử tổng thời gian bay nó được bao nhiêu, sẵn mình coi thời gian bay luôn. Xưa giờ mình không có test, cái pin plus nó bay được bao nhiêu đâu anh em. Vì bài test pin plus là một cái bài test rất là tốn thời gian, mình rất là lười ngồi chờ cho nó hết pin, cho nó cạn pin thì nó mất thời gian, thà mình đi làm chuyện khác. Cho nên là
thường là mình chả bao giờ mình test coi thời gian bay nó được bao nhiêu. Hôm nay thì sẵn dịp mình bay thử khoảng 50 mấy% coi là tổng thời gian bay mà trên body Mini 4 Pro nó sẽ được bao nhiêu. Con Mini 4 Pro này thì nói chung nó khá là ăn pin. Rồi nãy giờ bay được 18 phút rồi anh em. Đó, nó báo cập nhật firmware nè. Thấy không, anh em thấy báo cập nhật firmware không? Đó, cập nhật firmware đó là do là nó phát hiện là cái cục pin của mình nó đang sử dụng firmware cũ. Cho nên là nó 2.8. Nó phát hiện mình xài cái firmware cũ anh em. Tự hạ luôn nha, cho nó tự hạ nha. Hạ coi. Landing. Rồi nó tự hạ nha anh em. Critically low voltage. Ok, nó tự hạ, nó tự tắt luôn nha, mình không cần làm gì hết. Rồi, chúng ta sẽ xem thời gian bay tổng cuối cùng là 19 phút nha anh em. Ok nè. Rồi, bây giờ sau khi pin sử dụng cạn thì mình sẽ tiến hành sạc cho nó như bình thường nha anh em. Ở đây thì mình có một cái bộ hiển thị dòng điện ha. Đây là mạch chuyển đổi sạc nhanh. Rồi, giờ mình sẽ on nó lên. Rồi ok, giờ mình sẽ cắm vào để xem coi là nó sạc nó có nhận sạc này kia đầy đủ không nha anh em. Rồi giờ mình sẽ sạc trực tiếp trên body nha. Mình coi nào. Báo sạc nè. Dòng sạc đang tăng lên nè. W nha anh em. Đang nhận sạc 30W. 30W là sạc nhanh nha. Sạc nhanh luôn, sạc chuẩn sạc nhanh luôn, đang nhận 30W nè, 2.2A tại 13.4V thông qua mạch chuyển đổi sạc nhanh nè. Đang sạc trên body là 30W nha anh em. Đó, thì nói chung sạc thì không có cần phải quan tâm gì xác thực hết, chỉ việc cắm vào và sạc giống như một viên pin thông thường thôi. Rồi sạc trên body thì sao, thì sạc trên hub nó cũng vậy luôn. Hấp cũng không có gì khác biệt luôn, anh cứ cắm vào sạc giống như một viên pin thông thường thôi. Rồi đơn giản thế.